chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, chàng công tử bột có số hưởng. Đúng như tin đồn, chiều ngày 1 tháng 3, Trung ương Đảng đã họp bất thường bầu Chủ tịch nước. Thực ra dự định là ngày 27 tháng 2, nhưng sau đó lại rời lại sang ngày 1 tháng 3 và cũng chỉ là thủ tục. Trung ương Đảng đã gật đầu những gì Bộ Chính trị quyết trước đó, Võ Văn Thưởng trở thành Tân Chủ tịch nước. Ông Võ Văn Thưởng hiện là Ủy viên Bộ Chính trị trẻ tuổi nhất, chỉ mới 53 tuổi. Ông Thưởng nắm danh hiệu Ủy viên Bộ Chính trị trẻ nhất đã hai nhiệm kỳ mà chưa có ai phá vỡ được kỷ lục này. Vào năm 2016, ông Võ Văn Thưởng vào Bộ Chính trị khi ông mới có 46 tuổi. Theo đánh giá của một số nhà phân tích, ông Võ Văn Thưởng lành tính, không đối đầu với ai. Ông thuộc diện được đặt đâu thì ngồi yên phận chỗ đấy, sức chiến đấu kém. Tuy nhiên, con đường quan lộ của ông thì cứ thẳng tắp và không hề có một vết gợn gì. Là con người tiến thân bằng con đường dọn sẵn, cho đến nay, khuôn mặt của ông Võ Văn Thưởng được đánh giá là khá thư sinh so với những khuôn mặt khác trong Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Thưởng là Chủ tịch nước khi mới 53 tuổi. Làm chính trị bằng con đường đoàn đội là cách mà rất nhiều quan chức của Đảng Cộng sản ưa chuộng. Họ thường gửi gắm con cái vào đấy để rồi trèo lên các vị trí cao nhất trong Trung ương Đoàn. Khi đó mặc nhiên sẽ được vào Trung ương Đảng và chính thức cho sự nghiệp chính trị. Ông Nguyễn Tân Dũng đã gửi con út là Nguyễn Minh Chiết vào tỉnh đoàn Bình Định, rồi sau đó là Trung ương Đoàn. Ông Nguyễn Xuân Phúc cũng gửi cậu con trai là ông Nguyễn Xuân Hiếu vào tỉnh đoàn Bắc Giang. Một môi trường chính trị trong Đảng Cộng sản sẽ gồm hai phần, đoàn và đảng. Trong Trung ương Đảng, sự cạnh tranh thì quá khốc liệt, khiến cho những hạt giống đỏ có sức chiến đấu kém dễ bị rớt đài. Tuy nhiên, trong Trung ương Đoàn thì sự cạnh tranh ít khốc liệt hơn, nên những người có sức chiến đấu kém thường được bố mẹ gửi vào đấy trước tiền. Hai người con trai của Nguyễn Tân Dũng đã được chia làm hai hướng khác nhau. Nguyễn Thanh Nghị thì vào thẳng Trung ương Đảng, còn cậu út Nguyễn Minh Chiết hiền hơn thì vào Trung ương Đoàn. Con đường vào đoàn cũng rất có triển vọng. Nhiều quan chức trưởng thành từ đoàn như ông Hồ Đức Việt, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban tổ chức Trung ương, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực ban bí thư v.v. Còn những ủy viên Trung ương Đảng từng đi lên từ đoàn cũng rất nhiều. Đây là hình ảnh, dù nhỏ hơn 6 tuổi nhưng trông Nguyễn Thanh Nghị còn cứng cáp hơn cả Võ Văn Thưởng. Môi trường đoàn được xem là môi trường dọn sẵn, dễ đi mà lại triển vọng leo cao. Ông Võ Văn Thưởng gắn bó với tổ chức đoàn trường từ hồi sinh viên, sau đó vào thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và vào Trung ương Đoàn với vị trí là bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. Nhiệm kỳ 2006-2011, rồi sau đó ông Thưởng đã nhảy qua những vị trí cao hơn với tốc độ rất nhanh. Ông làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi chỉ có 2 năm 247 ngày, sau đó là phó bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 1 năm 295 ngày, làm trưởng ban tuyên giáo một nhiệm kỳ, sau đó lên chiếc ghế thường trực ban bí thư. Ông Thưởng ở ghế thường trực ban bí thư chỉ mới 2 năm đã chuẩn bị lên ghế chủ tịch nước. Có thể nói sự nghiệp chính trị của ông Võ Văn Thưởng thực sự chỉ như cưỡi ngựa xem hoa, chỉ kinh qua những vị trí trong thời gian rất ngắn rồi tiến thân tiếp. Gần như ông Thưởng không gặp bất kỳ trở ngại nào trên con đường quan lộ của mình. So sánh sự nghiệp chính trị của ông Võ Văn Thưởng và ông Nguyễn Thanh Nghị thì Võ Văn Thưởng tiến còn nhanh hơn ông Nguyễn Thanh Nghị. Ở tuổi của Nguyễn Thanh Nghị hiện nay, Võ Văn Thưởng đã là Ủy viên Bộ Chính trị. Vì thế có người nhận xét rằng nhìn mặt Võ Văn Thưởng còn thư sinh hơn mặt của Nguyễn Thanh Nghị. Đây là hình ảnh từ khi ông Trần Đại Quang làm Chủ tịch nước, chiếc ghế này luôn gặp sóng gió. Anh chàng công tử bột Võ Văn Thưởng đi lên một cách bình yên trong một môi trường chính trị mà đồng chí không ngần ngại thuốc nhau để tranh ghế. Thì đấy là một hiện tượng rất bất thường. Đến nay người ta đặt câu hỏi rằng Võ Văn Thưởng là con ai mà có số hưởng như công tử, được cha mẹ dọn sắt sự nghiệp đến như vậy. Câu hỏi này là câu hỏi không có câu trả lời, bởi đồng chí Võ Văn Thưởng là con đồng chí nào thì chỉ có Đảng mới biết. Ông Thưởng cũng biết. Và nhờ đó ông Thưởng cứ tự nhiên mà hưởng, bất chấp những người khác có nỗ lực bao nhiêu đi nữa cũng không thể sánh bằng.
quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de với bản tin Tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, chàng công tử bột có số hưởng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Mặt vận quyết theo đuổi Vin, vượng dãy giụa thế nào để trốn thoát đây. Kể từ khi ra mắt xe máy điện của VinFast như một mình một chợ vậy, bởi xe đạp điện của Trung Quốc đang ở phân khúc thấp, còn xe máy cao cấp thì các đại gia xe máy trên thị trường Việt Nam vẫn chưa chú ý lắm. Đến hồi đầu năm 2023, hãng Honda đã giới thiệu nhiều mẫu xe máy điện thăm dò thị trường tại Việt Nam. Trong đó có những chiếc dự kiến giá dưới 30 triệu đồng, rất rẻ so với một thương hiệu tầm cỡ như Honda. Honda đã từng giới thiệu xe PCX điện vào năm 2019 và thị trường Thái Lan đã dùng loại xe này khá lâu. Xe chạy rất tốt sau nhiều năm sử dụng, độ bền không hề kém cạnh Honda PCX phiên bản xăng. Đây là lời khẳng định hùng hồn cho chất lượng của một thương hiệu lớn. Đây là hình ảnh Honda PCX điện được xác định chất lượng không khác gì xe xăng. Cộng tác viên Thời báo .d đã có thăm dò nhiều người ở Việt Nam. Họ nói rằng tìm mua xe Honda PCX điện rất khó khăn, mặc dù loại xe này cũng được nhập vào Việt Nam. Họ nói nếu Honda Việt Nam tung ra xe này thì họ sẽ mua, vì nếu mua xe nhập, giá đội lên khi gấp đôi so với giá trị thật của nó. Người này đang dùng một chiếc PCX 150 và một xe SH 150 đều của hãng Honda Việt Nam sản xuất. Họ nói xe Honda SH Việt Nam không khác gì SH tại Ý, nhưng giá mềm hơn rất nhiều. Cộng tác viên Thời báo .de cũng có đề cập đến xe máy điện VinFast. Thường thì khách hàng trung thành Honda không tin vào thương hiệu này. Họ đợi xe máy điện Honda bán đại trà để mua. Điều lạ là khách hàng dùng xe máy xăng muốn mua xe điện chủ yếu là sưu tập, chứ người Việt Nam không quan tâm lắm đến vấn đề môi trường. Có những xe Honda SH hoặc PCX đã sử dụng 10 năm mà chất lượng rất tốt. Thêm vào đó, Thời báo .de khảo sát tại Thái Lan cũng cho phản hồi tốt về loại xe máy này. Xem ra, nếu Honda mà tung xe máy điện vào thị trường Việt Nam thì VinFast khó có đất sống. Một thương hiệu trẻ như VinFast thì sức nặng thương hiệu không thể bằng Honda. Tuy nhiên, để xây dựng thương hiệu thì cần phải có những chiến lược cơ bản, phải cải tiến sản phẩm trở nên chất lượng hơn, chế độ hậu mãi tốt hơn vân vân, thì thương hiệu đó sẽ được cải thiện, bằng không thì nó sẽ tự lụi tàn. Đây là hình ảnh xe VinFast Lara sau 2 năm sử dụng, không khác gì xe đổng nát. Mới đây, trên trang cộng đồng OFFB có một status kèm với nội dung sau: chưa được 2 năm mà nó có dấu hiệu xuống cấp quá rõ. Chất lượng xe máy điện vẫn còn cách xa so với xe xăng, mặc dù giá gấp đôi xe xăng bình dân. Xe này hãng V-Clara. Chiếc Clara là chiếc xe máy điện của hãng xe VinFast. Hình chiếc Clara dỉ xét trông rất thảm hại. Nó trông không khác gì chiếc xe đổng nát ngoài bãi rác hơn là chiếc xe được sử dụng hàng ngày. Đây là lời than phiền của khổ chủ, đã lỡ bỏ tiền ra để mua và số tiền không hề nhỏ để có chiếc xe máy điện mang thương hiệu của Việt Nam. Giờ phải ôm cháy đắng. Thực ra người này dùng xe máy điện VinFast mà so độ bền với xe xăng Honda là rất khập khiễng. Thực tế chiếc xe PCX điện Honda tung ra từ năm 2019 đến nay vẫn rất tốt và được người dùng đánh giá không thua gì xe PCX xăng cùng hãng. Có điều PCX điện vẫn chưa sản xuất tại Việt Nam mà thôi. Đây là hình ảnh ông Vượng sẽ làm gì và kiếm đường nào thoát cho Vin bằng cách gì đây. Như vậy, sau khi ô tô điện bị phản ánh tiêu cực quá nhiều, giờ đến lượt xe máy điện của VinFast cũng bị phản nàn. Đây là hình ảnh rất xấu, khó mà xây dựng thương hiệu nếu cứ giữ chất lượng như thế này. Ô tô điện lao dốc thảm hại và xe máy điện cũng thế. Xem ra vận đèn đang muốn tấn công VinGroup của ông Phạm Nhật Vượng thật rồi. Nếu xét rộng ra thì tập đoàn VinGroup của ông Phạm Nhật Vượng đang tứ bề khó khăn. VinFast đã ngốn quá nhiều tiền mà thương hiệu thì vẫn đang đi xuống. Ông Vượng đang dãy dụa tìm đối thoát nhưng đến thời điểm này vẫn chưa tìm được nơi nào.
tiền nhiều không để chắp cánh cho VinFast bay cao thì sẽ ngày càng lụi tàn và VinFast ắt sẽ đến ngày phải đóng cửa. Cứ đợi xem ông Phạm Nhật Vượng sẽ tìm đường thoát bằng cách nào đây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin Mạt Vận quyết theo đuổi Vin, Vượng dãy ruộng thế nào để trốn thoát. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.